Thưa quý vị, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ, dự họp ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022-2023 về kế hoạch triển khai hội thi vào sáng nay. Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022-2023 được phát động triển khai từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023 với các giải pháp dự thi ở 6 lĩnh vực: cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu hóa chất năng lượng, nông ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, y dược, giáo dục và đào tạo, an ninh quốc phòng, phục vụ sản xuất, đời sống kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng. Tại cuộc họp, các thành viên ban tổ chức đã thảo luận trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, hoạt động hỗ trợ tác giả dự thi, hình thức nộp hồ sơ để hội thi được tổ chức thành công tốt đẹp.